Chào bạn nha, giờ mình sẽ review cái chuông khổng lồ cho bạn xem. Mình đi vô đây nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa có dịp đi cảnh cái đại hồng chuông cho các bạn xem. Đây, bên đây là cái chuông các bạn, chuông rất là to. Mình sẽ quay cái chuông cho bạn xem. Mình đi qua bên đó mình quay cái chuông cho bạn xem. Em nào thấy không? Cái chuông rất là to. Cái này về cao nó khoảng là 1,8-2 mét nha các bạn. Rất là cao to, cao. Về dưới này á, chút xíu mình đổi camera lên mình quay cho các bạn xem. Về dưới này là khoảng chừng 3 người như mình hôm đó nhé. Thế cũng to lắm. Là mình sẽ giới thiệu và quay cận cảnh cho các bạn xem. Giờ mình lấy cảnh từ bên ngoài đi vô cho nó đẹp chút nha các bạn. Đây, mình lấy cây để gõ chuông. Chuông rất là to các bạn nè. Các bạn thấy không? Đây nhiều chữ tiếng Hoa lắm nhưng mình không có gần. Bằng đồng. Không đi ra sao được. Đây có chữ nè các bạn. Nam mô Đường La Hạ Sanh Tư Thị Di Giảng Tông. Nhìn cái chữ quá động rồi, chắc chuông cũng cổ. Tiếng Hoa không mình không biết. Rất là cao các bạn. Úc trên đó luôn á. Để xa đấy mọi người. Đây. Tuốt dưới đáy luôn. Người ta có dán rất là nhiều giấy, nhiều hình gì dưới đó. Đây là cái chuông nha các bạn. Chuông mà nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem đó. Rất là to. Đây là cảnh xa xa cho các bạn xem. Đây cũng có chuông nữa nha các bạn. Đây là chuông gió. Nghe rất là yên tai, du dương. Cái này có gì hương không biết bằng gì đây. Đó là mấy cái cảnh, mấy cái video trước mình đã quay cho các bạn xem. Mình đang ở trên cao. Nó là cái sông An Sơn các bạn. Đây có hai em hot girl đang chụp hình. Đang sướng các bạn. Đấy, Đức Phật A Di Đà. Rất là cao. Quay chuông gió cho các bạn nghe. Chỗ này rất yên tĩnh các bạn. Dưới đó là ngôi mộ cổ. Các bạn nếu muốn biết về ngôi mộ cổ thì chút xíu mình xuống dưới quay cho ngôi mộ cổ. Và hẹn gặp các bạn, giới thiệu các bạn về ngôi mộ cổ trong clip tiếp theo. Bên đây là bức tranh Tùng Hạc các bạn.
có gì Phật bằng đá rồi lên trên. Và clip sau mình cũng sẽ nói về bức tranh Tùng Hạc này. Các bạn nhớ theo dõi clip tiếp theo của mình nha. Và video hôm nay mình kết thúc tại đây. Mình review cho bạn xem cái chuông Thủng Lộ thôi. Và nãy mình có nói là sẽ giới thiệu về bức tranh Tùng Hạc vào video tiếp theo. Các bạn chỉ muốn biết cái bức tranh nó như thế nào thì nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Với ngôi mộ cổ. Và mình xin chào tạm biệt các bạn tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì các bạn bấm like hoặc đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo. Chào các bạn.